Chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh có buổi tiếp ngài Southey, đại sứ Canada tại Việt Nam nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Chào mừng ngài đại sứ Canada tại Việt Nam lần đầu tiên đến với Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh giới thiệu khái quát tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2022, định hướng phát triển thời gian đến. Năm 2023 sẽ là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam-Canada. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, Đà Nẵng sẵn sàng phối hợp tổ chức tốt các hoạt động quảng bá mối quan hệ để các doanh nghiệp Canada tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào Đà Nẵng. Đại sứ Canada tại Việt Nam, ngài Southey, gửi lời cảm ơn tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã dành sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu, đồng thời bày tỏ ấn tượng với sự phát triển của thành phố Đà Nẵng. Theo ngài Southey, thành phố Đà Nẵng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Canada và Việt Nam. Đối với các lĩnh vực mũi nhọn mà Đà Nẵng đang ưu tiên phát triển, đây đều là những thế mạnh của Canada và cũng là những lĩnh vực giàu tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong thời gian đến.